khởi tố 6 bị can tại công ty SGC, khởi đầu xóa bỏ kinh doanh độc quyền vàng miếng. Từ năm 2012 cho đến nay, chính sách độc quyền sản xuất kinh doanh vàng của nhà nước đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và cuộc sống của người dân. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng xáo trộn của thị trường vàng mà nhà nước không thể kiểm soát. Cụ thể, từ thời điểm đó, giá vàng trong nước và quốc tế luôn có độ chênh lệch tới gần 20 triệu đồng cho mỗi lượng, cũng như chênh lệch giữa giá mua và giá bán lên tới từ 3 đến 4 triệu đồng mỗi lượng. Chính sách này đã tạo điều kiện cho việc buôn lậu vàng từ nước ngoài vào Việt Nam. Cứ mỗi lượng vàng buôn lậu được dập theo mẫu khuôn vàng miếng SGC 409 có thể thu lợi ngay lập tức từ 15 đến 16 triệu đồng mỗi lượng. Đây là hệ quả của Nghị định số 24, gọi tắt là Nghị định 24 của Chính phủ quy định nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, sản xuất và xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng với mục đích khắc phục tình trạng giá vàng trong nước chênh lệch lớn với quốc tế, cũng như việc đầu cơ vàng nhưng kết quả thu được lại hoàn toàn ngược lại. Dư luận xã hội và giới chuyên gia thấy rằng Nghị định 24 đã tạo ra một cơ chế bất công, vô lý, không thể chấp nhận được. Đây là hình thức điển hình nhà nước móc tiền từ túi của dân bằng các chính sách bất hợp lý mang tính lợi ích nhóm. Vào ngày 9 tháng 11, tờ báo Vietnam Express đưa tin 6 người tại công ty SGC bị khởi tố vụ mua bán vàng bình ổn giá. Bản tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can về tội danh tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC. Theo đó, 6 người kể trên và các đơn vị liên quan đã bị khởi tố do lợi dụng mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ chiếm đoạt tài sản. Công ty SGC, một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đơn vị duy nhất được Ngân hàng Nhà nước cấp phép độc quyền sản xuất vàng, kinh doanh vàng miếng từ năm 2014 cho đến nay. Đa số các ý kiến người tiêu dùng trong nhiều năm qua luôn nghi ngờ về chất lượng cũng như giá cả của mặt hàng độc quyền này. Một phép so sánh đơn giản, với cùng loại vàng 4.9 trên thị trường, chỉ cần giật theo mẫu của SGC rồi ép vào trong vỏ nhựa, lập tức giá trị đã tăng lên tới 130%, mà mức lãi ngoài sức tưởng tượng. Nghị định 24 của Chính phủ ra đời từ tháng 4 năm 2012, chỉ hơn một năm sau khi ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2011 và được duy trì liên tục cho đến nay. Đó là lý do lâu nay vẫn có những đồn đoán nghi ngờ rằng ông Trọng và nhóm lợi ích có liên quan đến chủ trương này. Từ đầu năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra chỉ thị yêu cầu bình ổn thị trường vàng cũng như xóa sổ tệ nạn độc quyền trong việc kinh doanh vàng miếng thương hiệu SGC nhưng không thành công. Theo giới chuyên gia tài chính, thị trường vàng SGC ở Việt Nam có sự tham gia của nhiều nhóm lợi ích và các cá nhân có quyền lực, bao gồm các ngân hàng, doanh nghiệp lớn và các tổ chức tài chính. Đồng thời, việc điều hành và kiểm soát thị trường vàng SGC ở Việt Nam là một quá trình khá phức tạp, có phối hợp giữa các nhóm lợi ích trong và ngoài nước. Công luận hy vọng rằng việc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 6 bị can thuộc công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC là tiến trình khởi đầu trong việc điều hành và bình ổn kiểm soát thị trường vàng theo chủ trương của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đã đến lúc chính quyền cần làm rõ việc độc quyền kinh doanh sản xuất vàng miếng SGC là chủ trương của các quan chức nhóm lợi ích nào, lạm dụng chính sách để mà trục lợi ra sao và cần phải có biện pháp xử lý nghiêm. Tóm lại, việc độc quyền kinh doanh vàng hay độc quyền về chính trị cũng là điều không tốt. Bê bối tại Đại học Kinh Bắc, Chủ tịch Hội đồng chưa học hết lớp 7. Trong quan trường Việt Nam hiện nay, việc các quan chức Việt Nam có hàng loạt chức danh, học hàm học vị dài dằng dặc là chuyện thường tình, nhưng chắc chắn có trên 90% các học vị, chiến sĩ, bằng dởm, học hàm phó giáo sư là bỏ tiền ra mua. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2022, phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế xã hội sau vụ bê bối bán chức tước tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đại biểu Quốc hội Cà Mau Lê Thanh Vân đã đề nghị nhà nước tổng rà soát các loại bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cũng như học hàm giáo sư, phó giáo sư của cán bộ công viên chức nhà nước để sàng lọc chất lượng nhân sự. Những đề nghị vừa kể trên chắc chắn có liên quan đến việc ông Lê Thanh Vân mới đây bị Bộ Công an cho khởi tố bắt giam không rõ nguyên nhân. Điều đó phải chăng cho thấy vấn đề bằng cấp học vấn là điều nhạy cảm và cấm kỵ của nhà nước Việt Nam? Đáng quan ngại hơn, Bộ Công an cho biết không chỉ riêng Đại học Đông Đô mua bán bằng giả, mà còn có 16 trường đại học của Việt Nam khác cũng có dấu hiệu mua bán các loại văn bằng hay chứng chỉ học vấn giả. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 7 tháng 11 đưa tin, trường Đại học Kinh Bắc 160 sinh viên vừa nhận bằng tốt nghiệp bất hợp pháp.
Bản tin cho biết trường Đại học Kinh Bắc khẳng định toàn bộ 160 văn bằng tốt nghiệp đại học do ông Phạm Ngọc Túc ký và cấp phát cho học sinh đợt 2 vào năm 2024 là không đúng quy định của pháp luật. Đây là những văn bằng không hợp pháp. Ông Phạm Ngọc Trúc, cựu phó chính thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện là phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh Bắc, theo thông báo, đây là việc không đúng quy định, không đúng thủ tục của pháp luật, nhưng ông Trúc vẫn tổ chức lễ trao bằng và cấp bằng cho 160 sinh viên tốt nghiệp. Đáng chú ý, trước đó, theo báo Dân Việt vào ngày 24 tháng 3 đưa tin, lùm xùm chuyện bằng cấp vi phạm pháp luật của một số lãnh đạo trường Đại học Kinh Bắc. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh Bắc chưa học hết lớp 7. Theo tờ báo Dân Việt, ông Đoàn Xuân Tiếp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc đã bị khai trừ đảng vì vi phạm quy định về sử dụng bằng đại học không hợp pháp, không trung thực về trình độ giáo dục phổ thông. Tương tự, bà Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường này cũng vướng nghi vấn dùng bằng đại học giả. Trước đó, một nữ hiệu phó của nhà trường cũng bị bắt về tội giả mạo trong công tác, cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 chính quy, không đúng quy định để mà thu lợi bất chính. Vẫn theo báo Dân Việt, dù không tham gia học tập nhưng ông Đoàn Văn Xuân vẫn tiếp tục có bằng tốt nghiệp trường đại học mỏ địa chất khóa 2005-2010, chuyên ngành quản trị kinh doanh mỏ hệ đào tạo vừa học vừa làm. Tuy nhiên, văn bằng xác minh của trường đại học mỏ địa chất nêu trên, ông Đoàn Xuân Tiếp không học tại nhà trường và không có tên trong sổ gốc bằng tốt nghiệp đại học của nhà trường. Đáng chú ý, qua quá trình xác minh, ông Đoàn Xuân Tiếp mới chỉ học hết lớp 6, sang đầu năm lớp 7 thì nghỉ học. Vì vậy ông Tiếp không có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Sau đó ông Đoàn Xuân Tiếp đi bộ đội. Được biết hiện nay ông Tiếp báo cáo đã đi học thạc sĩ tại Philippines và học tiếp lên tiến sĩ theo hệ học từ xa. Thực tế có rất nhiều người thiếu năng lực nhưng sử dụng bằng cấp giả để mà chạy trọt vào hệ thống công quyền. Từ đó tiếp tục leo cao, luồn sâu trong bộ máy của nhà nước là điều có thật và rất phổ biến. Công luận đặt ra câu hỏi liệu còn có ai có cơ hội có con em của những người lao động học thật có thực tài hay không, và ai phải chịu trách nhiệm về vấn nạn bằng cấp giả như hiện nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính bất kể tính mạng hành khách vẫn ủng hộ dùng máy bay do Trung Quốc sản xuất. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc Comac đang hợp tác với hãng hàng không tư nhân Vietjet để đưa máy bay của tập đoàn này hoạt động ở thị trường hàng không Việt Nam. Phó Tổng giám đốc tập đoàn Comac Ngụy Ứng Bưu tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 6 tháng 12 tại Vân Nam, Trung Quốc nói rằng Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng với loại máy bay này. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc Comac hợp tác với Vietjet là sự lựa chọn đúng đắn. Đồng thời, ông Chính cũng bày tỏ tin tưởng Comac sẽ có những bước tiến vượt bậc trong vòng 5 đến 10 năm tới đây. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, máy bay Comac đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm giữa thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo. Dự kiến loại máy bay chở khách của Comac cũng sẽ chính thức khai thác ở Việt Nam vào cuối năm 2024. Trước đây, vào tháng 6 năm 2024, lãnh đạo hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines cũng cho biết họ sẽ xem xét khả năng khai thác máy bay Comac C919 của Trung Quốc trong tương lai. Theo giới quan sát, trong những năm gần đây, Trung Quốc đang tích cực tiếp thị máy bay chở khách Comac C919 của họ ra thị trường quốc tế với hy vọng sẽ cạnh tranh với hãng khổng lồ như Boeing và Airbus. Tuy nhiên, Trung Quốc đang còn phải trải qua các bước để được chứng nhận quốc tế, điều đó khiến cho các hãng hàng không trên thế giới tỏ ra hết sức thận trọng. Ngày 28 tháng 6, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin, do thiếu hụt máy bay trầm trọng, Vietnam Airlines đã để mắt tới dòng máy bay Comac C919 của Trung Quốc. Vào thời điểm đó, thông tin Vietnam Airlines sẽ sử dụng máy bay chở khách cho Trung Quốc sản xuất đã khiến mạng xã hội của người Việt Nam nổi sóng. Đa số các ý kiến bày tỏ sự lo ngại và cho rằng đó là một chủ trương hết sức sai lầm bởi lý do có liên quan đến tài sản, tính mạng của hành khách. Nhiều ý kiến lo ngại hàng hóa của Trung Quốc sản xuất phần lớn là không đảm bảo chất lượng. Máy bay chở khách cho Trung Quốc mà trục trặc thì hành khách chắc chắn sẽ bỏ mạng. Thêm vào đó, theo tờ báo tin tức của ngày 12 tháng 2 năm 2023 dẫn từ Asia Times cho biết, máy bay nội địa đầu tiên Comac 919 của Trung Quốc gặp sự cố động cơ khi bay thử nghiệm trước khi đi vào hoạt động thương mại, dự kiến vào cuối tháng 2 năm 2023. Theo đó, trong chuyến bay thử nghiệm của hãng hàng không China, máy bay Comac 919 đã cất cánh ở sân bay quốc tế Hồng Kông, Hồng Kiều ở Thượng Hải và dự định hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh vào khoảng giữa trưa cùng ngày. Do một trong các động cơ của máy bay C919 thử nghiệm, trong khi hạ cánh không mở được hộp đảo ngược lực đẩy, vốn được thiết kế để làm chậm máy bay, khiến hành trình của chuyến bay thử nghiệm bị hủy bỏ và máy bay phải quay trở lại Thượng Hải. Kết luận điều tra ban đầu của giới chức an toàn hàng không Trung Quốc cho rằng,
sự cố là do có một số vấn đề về các bộ phận sản xuất có nguồn gốc từ nước ngoài. Được biết, máy bay Comac 919 được quảng cáo do Trung Quốc chế tạo, lắp ráp với giá thành thấp hơn để có thể cạnh tranh với các loại máy bay như Boeing và Airbus. Trên thực tế, Trung Quốc chỉ chủ yếu phát triển lớp vỏ của máy bay, còn các chi tiết quan trọng như động cơ phản lực, hệ thống điện tử vẫn là của phương Tây sản xuất và chế tạo. Sau sự cố vừa kể trên, hãng hàng không China lớn thứ hai của Trung Quốc buộc phải lập tức loại bỏ lại máy bay này và thay thế bằng máy bay Airbus A320 của Pháp. Công luận thấy rằng Trung Quốc là ông trùm trong vấn đề đưa hối lộ cho các quan chức của Việt Nam trong các hợp đồng kinh tế và không hiểu lý do gì mà Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam, bất kể sự an toàn của hành khách một lần nữa, lại cố ý làm lợi cho Bắc Kinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính bất kể tính mạng hành khách vẫn ủng hộ dùng máy bay do Trung Quốc sản xuất. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.